Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Trang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nhé. Đây, chào Trang. Dạ, em chào anh Tuấn nha, em chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay em tiếp tục về một lô phôi mai tứ quý ha, và có một cây mai vàng nha cô chú anh chị mình. Số điện thoại Zalo của em là 0939 nha, 046405, và số Zalo của em luôn nha. Địa chỉ của em là ở ấp Thành Lập Đông, xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha cô chú anh chị. Rồi bắt đầu em tiếp theo cây mã của clip này là cây mã số 7 ha. Mình giới thiệu số điện thoại đi em. Số điện thoại của em là 0939046405 là số Zalo của em nhanh. Rồi tiếp tục mình tục cái clip hôm trước thì nay đầu clip hôm nay là mình mã số đầu tiên là mã số 7 nhân nha quý vị. Rồi mã số 7 một em tứ quý. Số cao. 7 chiều cao là 1,5m nha. Rồi hết thước dây 1,5m. Em này thì ngay với tí eo nhất cái đây ha. 37 quanh. Đây. Đó, 37. Còn cái chỗ mình đo bự nhất như ở đoạn này coi nó. Đó, này hơi bị bóp một xíu cái gì. Đó, đo cao lên đây thử nhiều hơn cái này. Rồi em đo lên nha. Lên là 44 nha cô chú anh chị. 44 đo cao lên nữa là còn bự nữa. À vậy. 44. Đó, đo cao ngay đây cao hơn nữa là 45 nha. 45 á, nó nở nở trên ha. Rồi đường kính bầu nè, đường kính bầu là 60 nha cô chú anh chị. Rồi 60 cái diện ngắm nghía đế trước hang em này thì nó hơi bóp ở dưới một xíu như vậy, hơi thắt một xíu dưới ha. Đế thì cũng thấy nè, cũng tứ diện nha. Đó, mặt nào cũng có thân cành trên nè. Tay cành thì nhóc luôn đây ha, về quý vị tha hồ ghép luôn. Này ghép cũng hơi cực nó ha, mỏi tay luôn, ghép mỏi tay luôn á, quá xá luôn nè. Rồi mã số 7 này mình giao lưu bao nhiêu đây em? Mã số 7 em giao lưu là 3,5 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 3,5 triệu à, hoành dao động từ như là 38 tới 45 ha, tùy vị trí đặt thước. Rồi mình qua mã số tiếp theo luôn nha quý vị. Rồi mã số 8 em này ha, tứ quý luôn nha quý vị. Mã số 8 chiều cao là 1,3m. Rồi vô cái hoành luôn ha. Hoành là 38. Đây, đây, đây 38. Đó, 38 dư luôn nha quý vị. Rồi còn đế đây. Đó, sang dòng nữa qua trở vị trí cũ ha. Rồi đang nằm ở bầu bầu 52, đường kính bầu 52 để tứ diện luôn. Còn thân cành đây quý vị, thân cành này ha. Đó. Rồi mình giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi cây mã số 8 em giao lưu là 3 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Rồi 3 triệu bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi mình qua mã số 9 luôn. Cây số 9 chiều cao là 1m. Rồi anh Việt, anh Việt 30 hoành là 30, để em coi lại. 37,5 em báo là 37 nha. Đây quý vị. 37 hoành. Rồi. Để luôn ha. Để giáp giọng không bự 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 trong đây. Đường kính bầu nó như đây. Đường kính bầu là 50 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu 50. Đó, để cộng to tứ diện ha. Thân cành quý vị ngắm nghía thân cành luôn đây. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Cây mã số 9 em giao lưu là 3 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 3 triệu luôn, bao ship cho quý vị luôn. Tiếp tục mã số 10 đây quý vị. Cây số 10 chiều cao là 35. Rồi hoành là 27, 27 hoành. 27,5 tính 27 đó ha quý vị. Còn đế luôn. Đó. Đường kính bầu là 33. Rồi
trơn ha. Hai cành thì cũng lục lực ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã số 10 em giao lưu là 1.3 triệu, bao ship toàn quốc. 1.3 triệu, rồi, và mã số 11. Mã 11, chiều cao là 54. Hoành là 31. Rồi, 31 hoành. 31 hoành. Rồi, để cũng tứ diện nè. Hoành 31 luôn. Đường kính bầu là 35. Rồi. Thân cành của diện cũng nghe kỹ luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã số 11 em giao lưu là 1 triệu rưỡi bao ship. 1 triệu rưỡi bao ship. Rồi, mã số 12. Mã 12 chiều cao là 98. Rồi. Hoành đo ngang ở vị trí này đây. 29 hoành nha cô chú anh chị. Rồi, 29 đúng đây. Đây, 29 nè. Đó. Để đây. Để cũng đều trơn đây ha. Đường kính bầu là 46. 6, để đều luôn. Đó. Tay cành cũng ok lắm. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã số 12 em giao lưu là 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Rồi, 2 triệu rưỡi bao ship. Rồi, mã số 13 luôn. Mã 13 chiều cao 42. Sao dư luôn đó ha. Đường kính bầu là 30. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã số 13 em giao lưu là 1.2 triệu. Rồi. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị. Tiếp theo là cây mã số 14 là cây phôi mai vàng vườn nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 14 là mai vàng nhắn bay. À, hết cái chiều bay của nó là 1m2 nha cô chú anh chị. Rồi, 1m2 chiều bay. Để vô cây hoành nó cây lớn nha quý vị. Hoành đo ngay đó. Rồi, hoành là 36. Rồi, 36 ngay đó. Đúng, đúng. Chị không nghe kỹ đếm nó nha. Giáp một vòng ha. Rồi quý vị ngắm nghía giác của nó luôn nha quý vị. Đó, cây dán bay. Theo máy luôn. Theo cây luôn. Rồi mình giao lưu bao nhiêu đây em? Mã số 14 là em giao lưu là 3.5 triệu bao ship toàn quốc nha. Rồi, máy vàng nha quý vị. Rồi mình qua mã số 15 chắc đây. Rồi quay trở lại tứ quý nha quý vị. Mã số 15 là trở lại tứ quý, chiều cao là 72. Rồi. Hoành là 36. Quý vị. Rồi 36 ha. Rồi ngày đó. Anh này đế bàn. Đây chỗ nào cũng có, bốn mặt có đủ nè. Đó, 36 hoành. Rồi, đường thân ở đây ha. Rồi, mình giao lưu bao nhiêu đây? Rồi, mã số 15 em giao lưu là 3.5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, 3.5 triệu. Rồi, mình qua mã số 16 luôn. Tứ quý luôn nha quý vị. Mã số 16 chiều cao 1m. Rồi 1m. 38 hoành. Rồi hoành 38. Lên xuống cái chỗ ngay vị trí đo cái 38 là ngay đâu có gì đó. Cách cái cậu rễ một đoạn đó ha. Đó, ngay đó đó. Rồi đó đó nhưng quý vị 38 đến đều đây ha. Đó. Tay cành nè.
Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã 16 em giao lưu là 2.8 triệu. Rồi, 2.8 triệu. Mã 17. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 17 chiều cao 1m7 nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m7 nha. Rồi, tay cành cũng đặt hết trên luôn ha. Rồi, để coi. Đo ngang 44 của anh. 44 ngàn quý vị. À. 45 mà tính 44 nha quý vị ha. À, còn đo cái xin... này dắt chữ E nha cô chú. Còn đo trên đây 42 ha. 42. Đó, đó 42. Đó, hơi rút thước luôn đi. Rồi là dao động 42 tới 44 ha quý vị, tính 42 cho chắc đi ha. À, để nè. Cái đường kính bầu. Đường kính bầu 48 nha cô chú anh chị. Rồi, xây xây đế luôn quý vị, không nghe kỹ đế nó luôn ha. À. Rồi, thân cành luôn. Đây, kéo lên cho quý vị nghe thân cành đây. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã số 17 em giao lưu là 3.5 triệu bao ship toàn quốc. 3.5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mã số, mã 18 tứ quý luôn quý vị, chỉ có một mai vàng thôi nha quý vị. Chiều cao là khoảng 1m6 nha cô chú anh chị. Này này, tay cành cũng đều nữa nè quý vị. Cái này dạ. Chân nôm dữ ha. Ai? Nhiều đây. Hoành ngay chỗ này là 27 nha. 27, đó 27 hoành. Con này đầu sổ nó đây. Để sổ dài luôn ha, đo thử cái đầu sổ nó coi nhiêu em. Đầu sổ là 25 nha cô chú anh chị. 25, đó. Tứ quý đế nôm. Đó, cũng kính bầu đây ha. Đó, còn tay cành ở trên thấy cũng ok lắm như quý vị nè. Cành cũng đặt luôn đây ha. Đó. Giao lưu nhiêu em? Rồi, cái mã 18 em giao lưu là 2.3 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, 2.3 triệu cho mã số 18 tay cành đều đế nôm luôn. 18. Quý vị ngắm nghía kỹ thân cành ha, tay cành đặt hết trơn ha. Rồi, mình sang qua mã số 19 ha. Cái này tứ quý luôn nha quý vị. Mã 19 chiều cao là 29. Rồi. Này chơi bút măng ha, lùng lực ha. Hoành 39. Rồi. 39 hoành, đo ngay đó. Nhìn nghe đế luôn ha. Đường kính bầu luôn. Đường kính bầu 47. 47. Đế rồi, chị nghe kỹ đế nha. Rồi, mã 19. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 19 em giao lưu là 3 triệu bao ship. Rồi, 3 triệu bao ship luôn. Rồi, mình qua mã số 20. Mã 20 chiều cao là 60. Rồi. Hoành là 33. Đây, để yên thương đấy. Đây lại rồi tập đó quý vị, 33 ha. Rồi đế luôn, đế nè, còn bự 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 không nè. Rồi giao lưu nhiêu em? Rồi mã 20 em giao lưu là 3.5 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Hết rồi ha. Dạ, cây này là cây cuối clip của em. Rồi, dạ lời không em? Rồi, em rất mong cô chú anh chị mình xem hết clip và ủng hộ em tiếp tục nha. Em xin chào và hẹn cô chú anh chị mình ở clip sau nha.